Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh S-Time TV. Và như cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy đó, có những cái thông tin rất nóng liên quan hôm nay mà tôi muốn chuyển tới cho cô chú anh chị và các bạn để xác nhận thầy Minh Tuệ, sư Thích Minh Tuệ hay là ông Thích Minh Tuệ, thầy đã xuất hiện chưa. Thì xin thưa với cô chú anh chị và các bạn là theo như chia sẻ thì hôm qua thầy Thích Minh Tuệ cũng đã xuất hiện và đã ở trong công ty của anh trai thầy. Và hôm nay thầy có xuất hiện hay không? Có, hôm nay thầy cũng xuất hiện nhưng một cái sự cố rất là hy hữu mà có lẽ là không khó đoán là việc các bà, có rất nhiều bà, nhiều cô cứ lao đến để gặp thầy. Vậy tôi xin hỏi là các cô, các anh, các chị, các bác thương thầy ở chỗ nào mà chúng ta không có ý thức một chút? Mà chúng ta là người dân địa phương thì mong các bác thôi cố gắng bình tĩnh. Thật sự là mình thấy là bà con ở trên đấy rất là yêu quý thầy, nhưng mà cái cách mà để mọi người yêu quý thầy thì mọi người không nên làm những cái việc là chúng ta đổ xô và chen lấn để cúng dường cho thầy, chen lấn cúng dường rồi chen lấn bằng mọi cách để gặp thầy. Như vậy là có chứng tỏ được một cái điều gì không? Không, xin thưa với tất cả mọi người là sẽ không chứng minh được cái điều gì cả. Nó sẽ chỉ chứng minh là chúng ta quá hồ đồ, chúng ta cố gắng làm những cái điều mà nó không đúng, nó không hợp lý thì sẽ khiến cho thầy rất là khó xử, gia đình nhà thầy cũng vậy nha mọi người. Thế cho nên là mình rất mong cô chú anh chị và các bạn hãy hiểu và hãy nghe để chúng ta có những cái nhìn nào đó nó thật sự hợp lý, chứ không phải là chúng ta chạy lên đó để chúng ta cứ đòi gặp thầy. Mà cái điều ở đây là lát nữa mọi người nghe cái cuộc ghi âm này, mọi người sẽ thấy đầy đủ nhé. Cô chú anh chị và các bạn sẽ nghe đầy đủ để mọi người có những cái nhìn rộng rãi. Thế còn về câu chuyện tại sao anh Thìn đưa đơn, anh Thìn đưa đơn thì thầy mới xuất hiện, và có những người có những video về thầy nhưng sau lại phải ẩn đi, thì có rất nhiều lý do để đưa ra. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy nhìn vào cái ở đây là chúng ta hãy nhớ rằng là thầy mới là người mà chúng ta cần quan tâm, và chúng ta quan tâm đến thầy thì chúng ta hãy cố gắng đừng để cho những cái điều nó không hay xảy ra với thầy. Mời mọi người nghe đây đi đã, thì mọi người sẽ thấy cuộc trò chuyện giữa tôi trực tiếp với những anh chị em đã từng đi cùng thầy, đã từng gặp thầy rất nhiều lần, và đặc biệt là có cả họ đi theo em trai thầy trong đó. Vậy mời cô chú anh chị và bạn cùng nghe đầy đủ nha. Đây, mời tất cả mọi người cùng nghe để mọi người thấy rằng, đây, mời tất cả mọi người cùng nghe nha. Bởi vì cái lý do anh gọi thì không được, anh muốn nhờ em xác nhận là hôm nay là thầy cũng đã ở công ty cà phê và đi khất thực bộ hành đúng không? Đấy. Không ạ, vừa ra cửa là dân ùa vào đúng không? Ùa vào quá nhiều đúng không? Anh Thìn đang nói chuyện với thầy. À, anh Thìn đã gặp được thầy rồi đúng không? Tiếng thằng tốt anh ạ. Anh Thìn đang trực tiếp ngồi nói chuyện với thầy. Cái này thực ra là anh muốn để cho tất cả mọi người đều biết được, để mọi người nắm rõ tại sao phải che giấu cái thông tin của thầy để Thìn phải đi tìm. Nào, cảm ơn mọi người, anh chỉ cần xác nhận như vậy thôi nhé. Ok. Trò chuyện với Thành một chút là Thành xác nhận dùm anh là thầy đã về công ty cà phê của anh Tuấn phải không? Đúng rồi, bây giờ em gặp thầy trong bàn, nhưng mà ui dồi, mấy cái bè này mẹ phi và áp vào thầy, thầy vừa đứng không thấy thầy quay đầu thầy đi quay lại luôn. Bây giờ anh muốn nói với Thành một điều là anh đang làm video để cho mọi người hiểu là mọi người xác nhận là thầy đã về thôi, chứ còn bà con thì thông cảm là thôi thì chúng ta thông cảm. Thế là em nói này, mình biết thầy mình đang như vậy, đúng em rồi. Gặp thầy rồi. Thế là cái vấn đề người ta tin hay không mình không cần anh ạ. Đúng rồi. Cái quan trọng nhất là Thành là những người ở trên đó thì biết vậy là ok rồi, để coi như là chia sẻ. Bọn em chưa ai ngủ luôn anh ạ. Trời ơi, ông nói mà tôi dựng hết gai ốc Thành ạ. Thôi để tôi làm video cái, cảm ơn Thành rất là nhiều nha. Chia sẻ niềm vui vậy, cảm ơn Thành nhiều nhé. Đây là một cái điều rất là rõ ràng để cho cô chú anh chị và các bạn thấy. Nói chung, cơ quan chức năng họ cũng đã hỗ trợ hết mình. Và sau tất cả mọi chuyện thì tôi muốn nói một điều như thế này. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng hy vọng là mọi cái những cái điều mà nó hợp lý hay là nó chưa hợp lý thì chúng ta, cái nào hợp lý chúng ta hoan hỉ, chúng ta chia sẻ. Những cái nào chưa hợp lý thì mình cũng mong là những người trong cuộc sẽ trực tiếp tháo gỡ những cái vấn đề đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì ở đây, xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, anh của thầy, em của thầy thì đều là người thân của thầy hết. Mọi người hiểu không ạ? Cái quan trọng nhất là như vậy. Anh thầy, em thầy
thì đều là những người thân thiết. Bởi thế cho nên là mình phải cảm ơn, ở đây là mình phải nói là cảm ơn anh Tuấn vì đã hỗ trợ cho thầy. Đấy, tức là cảm ơn anh Tuấn vì đã hỗ trợ cho thầy. Sau tất cả mọi chuyện thì mình cũng thấy rằng là có những cái, tạm thời là mình cũng đã thấy có những cái thiện chí rất là rõ ràng và có những cái điều rất là rõ ràng. Cơ quan chức năng họ cũng đã hỗ trợ cho thầy rất là nhiều. An ninh thắt chặt ở trên đó, không ai được quay phim chụp hình cả. Tại sao? Thì lý do tại sao thì mình không rõ nha. Không ai được quay phim chụp hình ở đó, thì cái đó là để đảm bảo cho thầy cái việc là thầy khất thực bộ hành, cho thầy an toàn, cho bà con cứ đổ về. Mà đặc biệt là các bà phụ nữ thì mình không hiểu là các chị phụ nữ thì các bác phải cố gắng, chúng ta phải kiềm chế lại cái cảm xúc. Tại sao nam giới đa phần là không mấy người lao về phía thầy đó, thì các anh các chị phải tự hiểu đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta chạy nhô chạy nhào lên thì chúng ta lao vào thầy, thì nó có phải là cái chúng ta đang yêu quý thầy không? Có phải là chúng ta đang giúp thầy không? Không. Đó. Chúng ta đang làm cho thầy cảm thấy khó xử, đang làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó xử. Vậy thì chúng ta phải nhìn nhận cái trách nhiệm của mình đến đâu, chứ không thể là chúng ta là cứ cố lao vào. Đó. Và những cái điều mà mình muốn nói ở đây là cái an ninh trật tự ở địa phương. Nếu như bây giờ nguyên cái lượng người ở địa phương thôi là nó đã khiến cho cái tình hình an ninh trật tự không cẩn thận là nó đã rối rắm rồi. Bởi vì ở một cái thôn ở thầy đó, ở trên đó cũng rất đông dân cư rồi, một xã trên đó cũng đã đông dân cư rồi. Thế bây giờ rất nhiều nơi mà đổ về theo cái chiều hướng là phải gặp được thầy. Thì xin thưa với tất cả các bác, các anh, các chị là làm sao mà tình hình an ninh trật tự có thể đảm bảo được, đúng không? Bởi thế những gì mà mình muốn nói ở đây là chúng ta cần phải có cái tinh thần, trước hết là tinh thần cảnh giác này, trước những cái thông tin sai sự thật này. Thứ hai nữa là trước những cái điều mà chúng ta đang thấy, thì chúng ta lại càng phải yêu quý, càng phải tôn trọng, thông cảm cho gia đình nhà thầy. Bởi vì mình vẫn nói là không trách ai ở đây cả, không trách bất kể một ai ở đây cả, bởi vì đều là người thân của thầy cả. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn tin là sẽ có một ngày, một lúc nào đó tất cả mọi người sẽ tìm được tiếng nói chung. Đó. Tìm được tiếng nói chung để làm gì? Để có thể hoặc là ít nhất để chia sẻ về câu chuyện của thầy, tháo gỡ những cái nào đó. Và đặc biệt là ví dụ như là anh Tuấn với anh Thiên chẳng hạn, hai bên anh em sẽ có cái cách nào đó để hỗ trợ cho thầy đó, cùng với cơ quan chức năng ở địa phương. Chứ không phải là chúng ta nhìn ở đó để chúng ta nói rằng à thế này à thế kia. Không, xin thưa với tất cả mọi người, không có. Cái quan trọng nhất ở đây đó là tinh thần đoàn kết, tháo gỡ mọi khúc mắc. Và cái hai nữa là thầy đi đâu, thầy làm gì, chúng ta không nên chạy theo, chúng ta không nên bám theo, chúng ta không nên đu theo nữa các bác, các anh, các chị. Không nên làm những cái việc như vậy, vì nó làm ảnh hưởng đầu tiên là đến cái gì, đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Cái thứ hai nữa là làm trực tiếp ảnh hưởng đến thầy. Đó, tại sao mình phải nói thẳng các anh các chị là mình không có nhu cầu ở đây là để quay thầy. Mình không có. À, chúng tôi không có cái nhu cầu đó và chúng tôi cũng không muốn làm điều đó ở thời điểm hiện tại. Mặc dù chúng ta có thể chia sẻ những hình ảnh để cho các cô bác anh chị biết, nhưng cái quan trọng nhất ở đây là hoan hỷ, yêu thương, và chúng ta biết nhìn nhận mọi gốc rễ của vấn đề để chúng ta tránh đi những cái hiểu nhầm. Mà mình rất mong anh Tuấn và cả anh Thìn nữa, các anh đều có thể có những cái nhìn nó rộng mở, có những cái nhìn nó tốt, là nó với cái chiến lược của những người, có thể là anh Tuấn là người có chiến lược về kinh doanh, có chiến lược về tầm nhìn xa, hay là vấn đề nào đó là người trong gia đình, thì họ nên bàn luận, chia sẻ với những người trong gia đình đó, với cha mẹ hay là với thầy, để tham khảo những cái ý kiến trực tiếp để chúng ta có những cái nhìn rộng mở hơn. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta phải hiểu đó, đúng không ạ? Thì mình rất mong là những cái chuyện đó nó sẽ có được cái gì đó để cho gia đình, có tất cả mọi người nhìn nhận ha. Bởi vì là đây mới là cái mà chúng ta cần nhìn nhận. Và cái điều mà mình cũng nói rất rõ là cho các anh các chị biết một điều là
Anh Thìn không có YouTuber nào bám theo cả. Mà anh ấy cũng chỉ có thể chia sẻ được qua những bạn YouTube thôi, hay là bạn Facebook, bạn TikTok thôi. Đó, chứ không phải là ai chạy theo, ai bám theo ở đây cả. Các bác, các anh, các chị đừng có nhìn nhận vào cái câu chuyện đó như vậy nha. Chúng ta nhìn nhận vào cái khía cạnh khác nó tích cực hơn thì các bác, các anh, các chị sẽ thấy. Bởi thế cho nên đó, trong cái câu chuyện mà ông Thích Minh Tuệ, thầy Thích Minh Tuệ, sư Thích Minh Tuệ xuất hiện theo cách gọi của mỗi người, đó là cái mà mình nghĩ là nó là một cái điều tích cực, nhưng nó cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn cho công tác an ninh ở địa phương. Bởi thế cho nên đó, mình nghĩ rằng là tất cả các bác, các anh, các chị đừng làm những cái điều gì đó nó không hay, đừng làm những cái không hay, chúng ta ý thức một chút, đúng không ạ? Bởi vì hôm nay chúng ta không cúng dường được cho thầy thì ngày mai, nay chúng ta không gặp được thầy thì ngày mai, ngày mốt hữu duyên là sẽ gặp thôi. Đó, để cho thầy đi bộ khất thực một cách bình thường, chứ không phải ai cũng chạy đến tràn vào tập trung mãi ở công ty cà phê. Mọi người biết rất rõ mọi người đến đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, đúng không ạ? Nhưng bởi vì các anh các chị phải hiểu rằng là yêu thương thì chúng ta nên có những cái nhìn nhận một cách rõ ràng, cô chú anh chị và các bạn, chứ không phải là chúng ta đến đó để chúng ta tràn vô, chúng ta nhào vô, chúng ta làm ảnh hưởng đến những người trong cuộc. Mình chỉ muốn chia sẻ đến đây để cô chú anh chị và các bạn nắm được những cái thông tin, chúng ta cùng nhau hoan hỉ với những điều mà chúng ta đã thấy, chúng ta ủng hộ cho cơ quan chức năng làm chặt chẽ trong cái vấn đề của thầy Thích Minh Tuệ, đặc biệt là cái vấn đề bà con ở địa phương, thì mong là mọi người hoan hỉ yêu thương, đừng lao đến đó, đừng tập trung ở đó, mà bọn cũng, mọi người cũng không cần phải tập trung đổ ồn ồn về nơi đó hay là cái cốc của thầy. Mọi người hãy theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội là được rồi, chứ không cần phải chạy đi chạy lại nhé cô chú chị và các bạn ha.